Phụ nữ phạm phải điều này, phúc đức ba đời mất hết. Kính thưa quý vị, người bình thường ai mắc phải khổng nghiệp cũng mất phúc, bạc mệnh. Nhưng với phụ nữ còn nặng nề hơn, bởi họ là phong thủy của cả gia đình. Đời người không phải mỗi ngày đều làm chuyện thất đức, nhưng mà thất đức trong lời nói lời khó nghe, nói lời bất chính là có thể mỗi ngày đều phạm. Ngày dồn tháng chứa, phúc báo đều từ miệng mà tiêu mất hết. Cho nên, người nói chuyện không chú ý khẩu đức, đời này ắt là nhấp nhô gập ghềnh, thật thê lương. Cố Kinh Vân: Phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ chạm thân, do kỳ ác ngôn. Nghĩa là, xét người ở đời, búa để trong miệng. Sở dĩ giết người, do lời nói ác. Cổ nhân cũng có dạy: Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Nghĩa là, bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà tạo ra. Phật dạy, trong 10 cái nghiệp của con người thì trong đó cái miệng đã chiếm gần một nửa. 1. Chuyện không nói có, chuyện có nói không. 2. Nói lời hung ác. 3. Nói lưỡi đôi chiều. 4. Nói lời thêu dệt. Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng đều như vậy. Rất nhiều phúc báo đều vì cái miệng mà bị tổn hại. Có người nói, tôi chuyện xấu gì cũng không làm mà. Nhưng phải biết rằng, nếu khẩu nghiệp không tốt, lại càng làm tổn hại phúc báo. Người xưa giảng, ngôn do tâm sinh. Nếu miệng luôn luôn nói lời không tốt, nói chuyện thị phi, lại nói lời chửi mắng nguyền rủa, dạng này tổn hại phúc báo cực kỳ nhanh. Không chỉ là nói lời gian dối, cho dù là chúng ta nói lời không lễ phép với bề trên, cũng làm tổn hại phúc báo. Có một người phụ nữ lòng oán hận chồng, nói chồng không tốt như thế này thế nọ, chửi rủa đến cả cha mẹ chồng, tổ tiên cũng đưa ra bới móc, nói lời rất khó nghe. Như vậy tạo khẩu nghiệp rất nghiêm trọng, gia cảnh chỉ biết ngày càng đi xuống, bởi vì phúc báo đều bị cô ấy chửi mắng mà mất hết. Cho nên về khẩu nghiệp này nhất định phải chú ý. Miệng cần lưu đức, không nói lời chanh chua mới có thể lưu lại phúc báo. Vì sao cái miệng có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo là hòa hợp cùng nhân duyên, cũng là một loại năng lượng thể hiện ra. Nói thí dụ như, bạn đi chùa làm việc thiện, bạn quét xác sẽ mang tới cho bạn phúc báo, bạn lau cái bàn sẽ mang tới cho bạn phúc báo. Vậy có phải những hành động đó mang tới phúc báo? Cũng không phải thế, mà là tâm niệm của bạn mang tới phúc báo. Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, nói lời ác, thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. Người xưa cũng có dạy, khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh, tức là mở miệng nhiều lời sẽ hao tổn thần khí. Lưỡi động thường nói chuyện phải trái, hơn thua, đẹp sống, khen chê, để rồi phải tranh đấu, mạ lị lẫn nhau, khiến sanh ra lắm chuyện thương tâm. Đấy là chỉ nói sơ qua những điều tai hại thường xảy ra hàng ngày của cái miệng. Còn lại, suốt trong một đời người, do thỏa thích cho cái miệng mà chúng ta đã tạo ra, không biết bao tội lỗi. Do vậy mà Tây Phương cũng có dạy, trước khi nói, phải uốn lưỡi 7 lần là như vậy. Chúng ta phát tâm muốn mang lợi cho chúng sinh, đi quét xác, đi lau dọn, cùng chúng sinh giao hảo mối nhân duyên. Tâm niệm này phát ra là có năng lượng tử bi cảm ứng với vũ trụ. Năng lượng được thêm vào lúc này chính là nguyên nhân tạo ra phúc báo. Phúc báo là sinh ra như vậy. Vậy làm tổn hại phúc báo cũng là dụng tâm làm tổn hại. Trong lòng có chiều hướng ích kỷ, oán hận, ghen tị, tham lam, lãng phí, lúc này liền làm tổn hại phúc báo. Phúc báo cũng là dụng tâm, sau đó phối hợp với hành động làm tổn hại. Người hay oán trời trách đất, không quý trọng những gì mình đang có, luôn luôn oán hận, lại dùng miệng nói không dứt. Lúc này tổn hại phúc báo cũng rất nhanh,
là nguyên nhân khiến họ bạc mệnh. Kết luận, người hiểu biết không cần phải nói hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại là khổng đức của mình. Người có trách nhiệm không cần quá khắt khe, lưu lại ba phần trong mình, điều lưu lại là sự độ lượng. Người có khả năng không cần kiêu ngạo, lưu lại ba phần, điều lưu lại là sự thâm sâu. Vì sao người nói lời chanh chua thường bạc mệnh? Người sắc sảo không cần lộ hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại chính là sự khiêm nhường. Người có công không cần thưởng hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại là sự khoan dung. Chết đi rồi, thứ duy nhất có thể đem theo là gì? Và câu trả lời thức tỉnh nhiều người. Kính thưa quý vị, câu chuyện của một ông vua và bốn người vợ dưới đây đáng để nhiều người trong chúng ta cùng đọc và suy ngẫm. Trước đây, có một ông vua có bốn người vợ. Ông yêu tất cả những người phụ nữ, song người vợ thứ tư được yêu thương hơn cả. Nhà vua sẵn sàng vì nàng mà chuẩn bị cao lương mỹ vị hay những món đồ đẹp đẽ nhất. Có thứ gì tốt nhất cũng đều dành cả cho người vợ trẻ này. Người vợ thứ ba vô cùng xinh đẹp. Nếu có việc phải sang các nước lân cận, bao giờ nhà vua cũng đưa người phụ nữ này đi cùng. Trong khi đó, người vợ thứ nhất được đánh giá là một người bạn đời trung thành. Vì sức khỏe và công danh, sự giàu có của nhà vua, người này đã dốc sức cống hiến rất nhiều. Thế nhưng thì trong số bốn người vợ, nhà vua đối xử với người vợ này lạnh lùng hơn cả. Một hôm, nhà vua mắc bệnh và ông biết mình sắp chết, khó có thể gắng gượng được lâu. Trước tình huống đó, ông nghĩ, mình có bốn người vợ nhưng chết đi rồi, lại chỉ cô đơn một mình. Không muốn chấp nhận điều đó, nhà vua lần lượt hỏi những người phụ nữ gần gũi mình nhất. Ông bắt đầu hỏi cô vợ thứ tư mà mình yêu thương nhất. Nàng biết là ta yêu nàng nhất, vậy thì khi ta chết, nàng có đồng ý đi cùng ta không? Câu trả lời mà nhà vua nhận được là sự từ chối thẳng thừng. Không nói thêm dù chỉ một câu, người vợ thứ tư quay lưng bỏ đi. Nhà vua cảm thấy bị tổn thương vô hạn. Người vợ thứ ba cũng từ chối và nói, không được, cuộc sống tươi đẹp như thế này, sau khi đức vua chết, ta sẽ tái giá. Nghe những lời như sát muối vào lòng ấy từ hai người vợ, nhà vua buồn khôn xiết. Nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục hỏi người vợ thứ hai câu hỏi tương tự. Song lần này, ông cũng chỉ nhận được lời từ chối khiến bản thân thêm bẽ bàng. Lần này ta không dám hứa với đức vua. Nhà vua hoàn